tiếp theo sau đây là bài đánh chiếm lại ấp Thanh Điền, tòa thánh Tây Ninh, bài cuối trong tập hồi ký chiến tranh và tình yêu 1968-1975 của tác giả Giang Hoa Không Gian. Xin mời bà con mình cùng nghe tiếp. Trời mờ sáng khu rừng cao su còn ẩn hiện trong lớp sương mù huyền bí. Có lẽ khoảng gần 6 giờ, bỗng có tiếng của ai đó sau lưng chúng tôi từ trong bộ chỉ huy tiểu đoàn hét lên. Đứng lại, giơ tay lên. Mọi người ngơ ngác bàng hoàng, vội ôm súng cổ mình chỉ ra tứ phía quan sát. Một cán binh Việt cộng mặc quần áo đầu đội mũ tay bèo. Tất cả đều bằng vải kaki màu vàng chân đi đôi dép trâu đang lững thững ngã nghiêng đi ngang qua cách thiếu tá tiểu đoàn trưởng trần kim thạch chưa đến mười mét nhanh như chớp hạ sĩ sự an ninh tiểu đoàn bay tới chụp anh ta đè xuống đất trút còng số tám còng anh ta lại diễn tả thì lâu nhưng thực chất không biết có đến vài phút không thiếu tá thạch có lẽ cũng xanh mặt khi thấy anh cán binh việc cộng này bỗng xuất hiện cách mình chỉ vài mét như vậy đêm qua ông đã ngủ chung với kẻ thù nguy hiểm của mình mà không hề hay biết Nhưng ông cố làm ra vẻ bình tĩnh cười nói mẹ tụi bay lục xót ăn ninh như vậy đó hả Đêm qua nó ngủ chung với tao mày không thôi nó cho dài trái bê ta là tiêu đời tao rồi Thằng nào tối qua lục xót khu vực này Im lặng Sau khi còng tay anh cắn binh việc cộng lại sự nói Súng đâu rồi? Sao đi tay không? Còn ai nữa không? Anh ta chỉ về cái hố cá nhân mà anh ta ngủ đêm qua và nói. Không cuồng ai nữa? Súng trong đó. Vậy anh em vội chạy lại, tay lâm lăm súng chĩa xuống hố quan sát. Trong hố cá nhân rồi lôi ra một khẩu B40, một AK-47, đem lại cho thiếu tá thạch xem. Tất cả đều không còn đạn. Thiếu tá thạch cười nói, mẹ mày không còn viên đạn nào chứ còn sáng nay nó quơ cho dài viên là thiếu gì thằng đổ máu rồi cơm nước xong tất cả bung rộng đội hình lục soát toàn bộ khu rừng cao su này xác việt cộng nằm ngổn ngang khắp nơi cùng với súng đạn đủ loại bỏ lại chiến trường khá nhiều chiến lợi phẩm cùng với anh em thương binh nhanh chóng được đưa lên xe tải thương về quân y viện của tỉnh tây ninh để làm thủ tục tải thương về sài gòn Đáng lẽ tôi không được di tản về bệnh viện Đỗ Vinh của sư đoàn do vết thương không nặng lắm. Nhưng do chiến thắng trận thanh điền này khá lớn, nên thiếu tá thạch vui vẻ nói vị y sĩ đi theo tiểu đoàn. Em, thằng nào bị thương nặng nhẹ không quan trọng, miệng có đổ máu bác sĩ cho di tản hết, coi như uh, cho nó đi phép vậy. Nhìn những anh em thương binh đồng đội rồi xem lại vết thương của mình. Bất chợt tôi mỉm cười, mình may mắn quá so với các anh em thì vết thương của mình đúng là vết thương gai quào nhưng dẫu sao cũng là đã đổ máu ở chiến trường như thiếu tá trần kim thạch đã nói tôi được anh em y tá của bệnh viện đỗ vinh cũng như mấy em nữ quân nhân phòng cán bộ xã hội sư đoàn chăm sóc thăm hỏi làm thủ tục đầy đủ để được nhận những quyền lợi mà anh em thương binh được hưởng đây là chiếc chiến thương bội tinh đầu tiên trong đời lính mà tôi được hưởng. Cuối cùng rồi cũng đến lượt bác sĩ khám vết thương cho tôi. Nhìn tờ phiếu tải thương của tôi do y tá đại đội từ chiến trường viết và đeo cho tôi. Để được học lại di tản, ông cười nói, <cười> vết thương bị sao đây? Dạ, bị một miễn cối 61 xẹt qua thâu bác sĩ. Ông nói, <laughs> miệng cối sáu mốt ly hay ra té hàng rào bị gai quào da dạ? hay có đau không dạ không bác sĩ nhớ mỗi ngày vào trạm xá để y tá hậu cứ tiểu đoàn rửa vết thương thay băng ngang không dạ cầm tờ giấy xuất viện tôi đi như bay về hậu cứ tiểu đoàn vì hậu cứ tiểu đoàn hai nhảy dù của tôi khá gần với bệnh viện bước vào văn phòng đại đội tôi chào bà trình diện thượng sĩ đính kế toán trưởng của mình Ông xem qua tờ giấy xuất viện, ghi chép vào sổ dặn dò tôi. Nghĩ đúng thời hạn trùi trình diễn không được trải hạn. 15 phút sau, tôi đã có mặt ở gia đình. Cha mẹ, anh em, ai nấy đều vui mừng như ngày Tết. Sự xuất hiện độc ngột của tôi gây bất ngờ cho mọi người. Mấy đứa em tôi tò mò xem vết thương của tôi. Còn hôi mùi thuốc đỏ, mùi hôi hôi của penicillin với bông băng trắng tươi như bông bưởi khi biết tôi chỉ bị thương nhẹ nghỉ ít ngày rồi lại đi hành quân tiếp mẹ tôi lo lắng hỏi tôi hay là con đào ngủ đi nguy hiểm quá tôi trả lời mẹ yên tâm đi sống chết có số mà những ngày nghỉ dưỡng thương qua mau tôi trở lại đơn vị để tiếp tục làm nhiệm vụ của mình mặc dù vết thương chưa lành hẳn mấy mũi chỉ khâu vết thương chưa được cắt bỏ thỉnh thoảng máu vẫn còn trĩ ra khi tôi làm gì đó quá mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương đang thời gian liền mặt hành trang quen thuộc mỗi khi tăng cường hành quân của người lính ba lô súng đạn gạo sấy thịt hộp xe lăn bánh rời hầu cứ đi theo quốc lộ một về hướng tây ninh khi xe đi ngang qua nhà tôi bỗng cảm thấy nhớ cha mẹ anh em nhớ ánh mắt lo âu của mẹ nói với tôi hay đào ngủ đi con nguy hiểm quá tôi chợt thấy thương mẹ quá muốn nhảy xuống xe để trở về với gia đình nhưng tôi không đủ can đạp để làm điều đó biết sao bây giờ khi đây là nhiệm vụ của người trai thời loạn mà ngồi trên xe tôi nghĩ mông lung tôi không biết tình hình ngoài đơn vị bây giờ ra sao đã yên ổn chưa hay vẫn còn đánh đấm lung tung tôi hỏi thượng sĩ bờ chỉ huy tiền trạm cùng đi theo chuyến xe tăng cường hành quân này vì đây là nhiệm vụ công việc của ông thượng sĩ tiểu đoàn mình bây giờ đi đến đâu rồi ông ông trả lời vẫn còn nằm ở thanh điền từ sau khi chiếm lại cho đến nay tôi ngạc nhiên nghĩ thầm sao kỳ vậy ta xe đến nơi đóng quân của tiểu đoàn các anh em trong các đại đội có nhiệm vụ đi lạnh tiếp tế cho đại đội của mình Bù lại, những anh em mới tăng cường ra hành quân, nhau nhau hỏi. Tao có thử không? Tao có thử không? Thằng dẫn Mỹ Tho, thằng thành dân Huế, thằng bay dân Tuy Hòa, Phú Yên. Bạn thân của tôi cũng không ngoại lệ. Nó hỏi tôi. Tao có thử không mày? Sướng quá rồi việc cộng ký phép cho về Sài Gòn nghỉ mấy ngày thăm gia đình ha. Mẹ, mà từ hôm chiếm xong ấp thanh điệp đến nay không hiểu sao đại đội giảm chân tại chỗ. Mà cả tiểu đoàn cũng vậy luôn tiểu đoàn cho anh em thay nhau ra tỉnh Tây Ninh giải lao, xuống gì đâu quẩy banh cái tỉnh Tây Ninh luôn. Hình như mình nằm đây để giữ an ninh cho người dân quay trở về, cũng có thể chờ xem việc cộng có quay trở lại tấn công mình không. Đích hiểu luôn, tôi thấy cả hai suy nghĩ của dẫn, bạn tôi đều có thể đúng. Tôi bước đến trình diện, đại đội trưởng cố mình theo nguyên tắc, mỗi khi mới ra đến vùng hành quân. Ông nhìn tôi hỏi, dịch thường lạnh chưa? sao không ở lâu lâu một chút cho đã? tôi trả lời. dạ, biết thương nhẹ mà trung quý, chưa lành hẳn nhưng hết thời gian nghỉ rồi nên tôi ra hành quân lại. ông tôi cười nói. ok, tốt. về lại trung đội một tiếp tục nhiệm vụ của mình nha. dạ. trưởng quý bản nhìn tôi cười nói. giọng của anh là giọng huế. sướng quá trời đổ chút máu bái về sài gòn nghỉ mấy ngày. về à, lại tiểu đội một gặp trung sĩ thanh hôm nay nữa là hơn một tuần kể từ khi tiểu đoàn tôi chiếm lại ấp thanh điện trong việc có vẻ như vừa bảo vệ an ninh cho người dân quay về vừa sẵn sàng phản công nếu có cuộc tấn công của việc cộng hồng chiếm lại ấp này sáng nay cơm nước xong chúng tôi xuất phát sau một tuần nghỉ ngơi vui vẻ hình như ai nấy vẫn còn tiếc nuối có vẻ như không ai cảm thấy mệt mỏi cả tôi cũng vậy vừa di chuyển vừa trị tay nhau những câu chuyện vui ở tỉnh Tây Ninh mà anh em đã trải qua. Tiếng cười của thằng bạn nào đó lại cười khúc khích sau lưng tôi. Địa thấy là trừng cao su khá trống trải, nên thỉnh thoảng tôi mới xem địa bàn cho đúng hướng đi của mình. Thằng bạn đi sau tôi rù rì, vừa đủ cho tôi nghe. Mẹ, chúng nó quậy banh cái dãy phố mười căn ở tỉnh Tây Ninh, không một bóng lính nào khác ngoài nhảy dù. Tôi hỏi, Dãy phố mười căn là sao mà quậy nó trả lời mày không biết thật hay giả bộ như ở lê văn duyệt gần bộ tư lệnh biệt khu thủ đâu đó à thì ra là vậy mà tao bị thương về sài gòn rồi thì làm sao biết được dãy phố mười căn chứ để thấy trống trải anh em lại còn mơ màng tiếc nối những chuyện đã qua nên quên cả nhiệm vụ của mình là đang trên đường hành quân có lúc dòng cục lại không giữ đúng khoảng cách khi di chuyển có lẽ Trung Quý Thạch Tinh đi phía sau cũng nhìn thấy, nên qua máy truyền tin PRC25, ông la lên. Thằng Mộc coi lại con cái xem đi đứng kiểu gì dòng cục vậy, nó cho một băng chích mẹ hết bây giờ. Trưởng Quý Bản bị la, ông cằn nhằn. Tụi bay đi giảng ra coi, ban ngày mà sợ ma hả? Hay muốn ở lại Tây Ninh thêm mấy ngày nữa? Hết cánh rừng cao su, tôi báo về cho trung sĩ Thanh biết là tôi gặp một đồn rất kiên cố, trong sự phòng thủ kẻm gai bao cát dày đặc, không biết là của địa phương quân hay nghĩa quân, còn nguyên không một dấu vết của bom đạn. Mấy cần anten dù vươn lên trời cao đông đưa theo gió, lạnh tiếp tục đi qua. Lính trong đồn thấy chúng tôi đi qua vui mừng, giơ tay chào hỏi. Tôi nói, mấy ông nằm đây yên lành mà sao để ấp thanh điện lọt vào tay diệt cộng là sao? Ai đó trong họ trả lời, mấy anh thông cảm đi, tụi em yếu thế, họ đi ngang qua đây nói rằng muốn sống thì im lặng để họ đi qua còn không thì họ dọn cái đồng này trước bất chợt tôi nghĩ có khi nào diệt cộng rút đi nhưng thực chất là họ đang nằm an toàn trong cái đồng này hết cánh rừng cao su chúng tôi lội bì bõm trong cánh đồng lầy lội khá lớn theo trục tiến quân bên trái của tôi cặp theo dòng sông vàm cỏ không biết bị phun thuốc khai quang tự bao giờ mà những cây bình bát hai bên sông đều rụng hết lá thân trơ trọi đưa lên trời những cành cây dài ngắn lớn nhỏ khác nhau trông như những hàng trong tre để ngăn chặn kẻ thù trước mặt xa xa là một vài ấp chiến lược nào đó mà tôi không biết tên xa hơn nữa là căn cứ trảng sụp của biệt kích mỹ bên phải tôi là những thôn ấp nho nhỏ với những mái nhà tôn lập sụp quanh căn cứ trảng lớn đây là nơi đóng quân của bộ tư lệnh tiền phương sư đoàn nhảy dù chỉ huy và điều động những tiểu đoàn tác chiến đang làm nhiệm vụ quanh khu vực tỉnh Tây Ninh. Xa hơn là ngọn núi bà đen sừng sững vươn lên trời cao. Trên đỉnh ngọn núi bà đen này có một đơn vị truyền tin đặc biệt và hình như cũng là bộ chỉ huy của B15 hay B16 do lâu ngày nên tôi không nhớ rõ. Của lực lượng đặc biệt chỉ huy toàn bộ các đơn vị biệt kích quân của tỉnh Tây Ninh. Trời Tây Ninh đúng là nắng cháy da người, mồ hôi chảy dài lăn xuống mắt, xuống miệng cay xè mặn chát. Tôi kéo khăn lau mặt, lau đi những giọt mồ hôi dính vào mắt để thấy đường mà đi. Khoảng 2 giờ chiều, bất ngờ chúng tôi được lệnh đổi hướng di chuyển. Hướng đi bẻ góc đến 90 độ. Tôi xem địa bàn và mừng thầm. Khi biết mình sẽ đi vào những thông ấp nào đó của căn cứ trạng lớn, tôi thầm nghĩ có thể đêm nay sẽ đóng quân tại khu vực này có dân cư sẽ có điều kiện để bữa ăn thêm ngon hơn và điều suy nghĩ của tôi đã đúng bốn giờ chiều chúng tôi được lệnh dừng chân trong một lô cao su gần với bộ tư lệnh sư đoàn để tổ chức đóng quân qua đêm tôi thở phào nhẹ nhõm sáng hôm sau chúng tôi tiến vào khu vực bộ tư lệnh sư đoàn hầm hố công sự phòng thủ của sư đoàn có khác kiên cố và an ninh quá, có cả quân cảnh hai lẻ bốn ghét và bảo vệ. Đơn vị hàng ngũ nghiêm chỉnh, chờ lệnh, hình như là để nhận nhiệm vụ mới. Tôi thấy chuẩn tướng Hồ trung hậu tư lệnh phó sư đoàn nhạy dù, đang trao đổi gì đó với thiếu tá tiểu đoàn trưởng và những sĩ quan bộ chỉ huy tiểu đoàn hai nhảy dù của tôi. Tất cả vui vẻ cười nói như người thân trong gia đình lâu ngày không gặp nhau. Khoảng hơn 9 giờ, Thiếu tướng Dư Quốc đóng tư lệnh sư đoàn nhảy dù của tôi xuất hiện. Hai chiếc xe jeep bóng loáng với những anten cần lắc lư trao đảo. Tiểu đoàn nhanh chóng chỉnh tài hàng ngũ, không khí trang nghiêm im lặng, đến nỗi nghe được hơi thở của nhau. Tướng tư lệnh đi qua đi lại trước hàng quân, thăm hỏi anh em rất vui vẻ. Sau đó ông nói gì với chuẩn tướng hậu, chúng tôi không nghe rõ thì thấy ông giơ tay đánh chuẩn tướng hậu chuẩn tướng hậu hình như cự cãi lại với tướng tư lệnh ông nói dẫu sao tôi cũng là cấp tướng thiếu tướng không được đánh tôi trước hàng quân như vậy tướng đốc cầm can giơ lên định đánh tướng hậu tướng hậu bỏ đi chứng kiến cảnh này chúng tôi lạnh người thật ra tướng tư lệnh rất thương lính tôi chưa nghe lính nào than bị ông đánh bao giờ kể cả sĩ quan cấp quý hình như ông chỉ đánh những sĩ quan cấp tá mà thôi bởi theo tôi nghĩ, binh sĩ và sĩ quan cấp quý trở xuống quá nhỏ bé đối với ông. Thấy ông cũng đủ khiếp cần gì đánh. Rồi bộ tư lệnh trạng lớn, chúng tôi di chuyển sâu vào phía sau bộ tư lệnh tiền phương của sư đoàn. Khi thì những hàng cây cao su, khi thì những ngôi nhà lá lụp sụp của dân địa phương. Người dân nơi đây rất nghèo, họ đã bỏ đi từ bao giờ. Ngọn núi bà đen khi ẩn khi hẹn bên trái hướng di chuyển của tôi, chúng tôi đang tiến về phía tòa thánh Tây Ninh. Một vài cánh quân bạn động độ lẹ tẻ với Việt Cộng. Chúng tôi len lỏi qua những hàng rào kẽm gai phân chia tranh giới của những căn nhà đã vắng chủ. Khi thì bạch kẽm gai để chui qua, khi thì leo lên rồi nhảy xuống để đi. Ba lầu súng đạn nặng nề mỗi lần nhảy xuống, như xuống cảm giác tê vuốt đôi chân. Vài thằng bạn lính quýnh quần vướng vào kẽm gai gỡ không được té xuống rách cả quần áo. Tiếng súng M16, đại liên M60 bỗng nổ giòn ở cánh quân bên trái, không biết của đơn vị bạn nào. Tiếng AK trung liên nồi đáp trả mạnh liệt. Trời nhá nhem tối nên tôi nhìn rất trụ hai lần đạn ngược xuôi đang chen vào nhau. Sau đó là AK trung liên nồi đáp trả yếu ớt mỗi lúc một nhỏ dần. Chạy sâu về hướng núi Bà Đen, giọng trung sĩ thanh rù rì phía sau tôi. Nhắc thằng Giang cẩn thận coi chừng nó chạy dạt qua mình đó. Ánh sáng lân tinh trên mặt địa bàn đeo lủng lẳng ở cổ tôi toát ra một màu sáng xanh lè. Nên mỗi khi xem xong tôi phải gấp lại cho khỏi nguy hiểm. Ánh sáng hỏa châu sôi sáng cho chúng tôi. Khi mờ khi tỏ, tôi leo lên lớp hàng rào kẽm gai bên con đường nhỏ nhảy xuống. Rồi lại leo lên lớp hàng rào kẽm gai kế bên Tôi thấy mờ mờ trước mặt là một căn nhà khá to, một ô vuông khá rộng giống như sân xi si măng của nhà người dân. Nghĩ thế nên khi leo lên tôi không ngần ngại nhảy xuống. Bỗng, tôi tá hỏa một mùi nước sành sạch hôi thối của bã mì văng tung tóe quanh tôi. Cũng may cái hầm chứa bã mì này không sâu nên tôi vội leo lên. Thằng bạn đi sau cười khúc khích. Tối nay mày ngủ xa tao ra nghe mày thì ra đây là nhà máy sản xuất bột củ mì mà người dân đã bỏ đi không biết bao lâu rồi. Lạnh cho đại đội dừng lại bố trí đóng quân phòng thủ qua đêm. Tôi mừng quá, sau khi nhận vị trí của mình, tôi mò mẫm đi tìm nước để giải quyết mùi hôi thối do xác củ mì còn dính lại trên quần áo. Sáng ra, cách tuyến phòng thủ của tôi khoảng 10 mét là một con đường đất đỏ khá lớn chạy từ cổng chính tòa thánh Tây Ninh bên phải tiếng sau về nối bà đen bên trái. Người dân trong tòa thánh vui cười thăm hỏi, mang những bình cà phê nóng hổi ra mời chúng tôi. Có lẽ họ đã chuẩn bị từ đêm qua. Tôi, tình quân dân, xin cảm ơn người dân tòa thánh Tây Ninh, nơi mà người dân không chấp nhận sống chung với Việt Cộng. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Giang Hoa Không Giang, Yellow Bạc cảm ơn bà con cô bác mình đã lắng nghe.